Đúng rồi, Hải sợ lắm. Đầu tiên thì coi như là sơ tán ra ngoài. Thế nhưng mà ra ngoài sợ lắm. Ra ngoài cái thứ nhất là tên lửa ngoài người ta phóng vào, rồi trong bắn ra. Thế là mình lại đúng với cái tầm coi như là đạn rơi. Ở giữa đạn rơi. Giữa hai làn đạn. Giữa hai làn đạn. Rồi xong mình sơ tán là cô có bầu luôn. Mất liên lạc luôn. Đấy. Thì sơ tán rồi sợ thì tức là nói là quay bảo là có bầu luôn nữa. 12 ngày đêm Hà Nội là quay gia đình cũng không bắt được liên lạc, mà cơ quan cũng không bắt được liên lạc. Mất liên lạc luôn. Mất liên lạc luôn, cơ quan gia đình xuống cơ quan hỏi thì cơ quan bảo cũng chưa biết là chúng nó chết hay là sống. Trời ơi. 12 ngày đêm đánh xong đến ngày quay ký hiệp định đình chiến ấy. Dạ. Lúc bây giờ chàng tôi là sanh cô con gái lớn. Sanh cô con gái đầu đi. Xin chào chú, chào cô ạ. À, rất vui được chào đón cô chú đến với chương trình. Chú còn nhớ cái ngày đầu tiên mà chú gặp cô đó. Năm đó chú có nhiều tuổi không chú? Tuổi thì chắc cũng không nhớ. Không nhớ, không nhớ. Khoảng thôi chú. Khoảng rồi. Trên 30. Trên 30, ủa vậy là lớn rồi đó. Không, là lớn tuổi đó. Chứ là ngày xưa là con nhớ là khoảng hai mấy là người ta đã có gia đình rồi đó. Lúc đó gặp cô ở đâu chú? Cùng cơ quan, công ty lâm sản, phân phối lâm sản ở Nam Định. Ồ, Nam Định đó hả? Nhưng mà sao ông gặp bà trễ dữ vậy? Việc trước là ở trên Việt Trì. Dạ. Đấy, năm 68 thì chuyển về Nam Hà. Dạ. Thì gặp nhà tôi. Năm 68 là gặp cô đó. Lúc đó là bà mấy tuổi bà nhớ không? Tôi độ khoảng 21 hay 22 tuổi gì đó. Tuổi đẹp nhất của người con gái. Người con gái. Cô làm gì ạ? Cô làm là về lao động thống kê tiền lương. Giống như thế kế toán này kia đúng không? Vâng, làm như thống kê kế toán đấy. Cô gặp chú á, cô thấy chú là người thế nào? Đẹp trai hay là cao ráo hay có duyên sao đó cô nhớ không cô? Tôi nói thì các cô các chú đừng cười nhá. Dạ. Tại vì là ngày trước ấy là chú là đẹp lắm. Bây giờ con thấy chú vẫn đẹp. Chú nhìn mà đẹp trai hơn Quyền Linh. Dạ đúng rồi đó. Nãy giờ con không dám nói. Nói đại đi. Anh ấy về với lại tất cả là bốn người. Tôi nhớ có cái anh Chi là đi đầu tiên, xong đến một anh Thành nữa, rồi đến chú, rồi mới đến một cái anh Trinh nữa. Chúng tôi đi làm ở cơ quan ấy thì lúc đó là đi ăn cơm tập thể. Dạ. Thế thì tôi cũng ngồi ở cái bàn thế này thì tôi mới nhìn ra ngoài đường dưới kia kìa. Tôi mới thấy có bốn người con trai người nào cũng đẹp. Nhưng mà có cái chú đẹp nhất. Chú đẹp nhất, đúng thật là chú đẹp nhất. Trắng mà đẹp, mà tôi nhớ là chú còn mặc cái áo ngày chúng tôi cứ gọi là cái áo papolin đó. Dạ. Là cái màu nó hơi xanh xanh trắng xáo rồi mà người chú đẹp lắm. Thì nói thật với các em bây giờ thì các em có cười tôi cũng nói tôi già rồi, tôi lớn tuổi rồi. Cái ngày xưa cái gia đình nhà tôi thì hơi vào mà nền nếp. Nhìn con trai là không bao giờ tôi dám nhìn. Không được nhìn là vì tôi có bà chị và nghiêm lắm. Bà chị mà bắt được là ăn đòn. Thấy chú đẹp trai quá, len lén nhìn thôi. Bốn người về thì thấy con gái ở cơ quan đi thì họ ùa ra đông lắm. Thì ngày xưa chúng tôi thì nó vào cái thời chiến á, con gái nhiều lắm. Ở cơ quan có khi cả vài chục cô con gái với có một vài người thanh niên gọi là trọn vẹn. Thế cho nên rằng là khi mà các anh ấy về này thì cũng chưa cần biết ông nào có vợ, ông có vợ. Thấy bốn ông thanh niên về là nhiều lắm. Là thấy vui đúng không? Vâng, là thấy vui. Coi như thì có thanh niên trai về là vui. Vậy thì trong bốn người đó là cô chú ý chú. Nhưng mà chú là rất nhiều, như cô nói rất nhiều phụ nữ vây quanh. Sao mà chú lại phát hiện và để ý ra cô? Đúng, bình thường thôi, cũng dạ. Chả có gì là đặc điểm cả. À, cháu biết rồi, chắc là do cái mục ruồi cô để ý. Nhìn là thấy đầu tiên đúng không? Thấy chưa? Cũng mục ruồi. Mục ruồi duyên chứ bộ. Chấm cái mục ruồi liền lại. Về con chấm liền. Chấm liền, chấm ngay đây là bự lên luôn. Con biết sao con có chồng mà con không có mục ruồi. Đúng rồi, làm cái mục ruồi liền luôn đi, có người chú ý liền. Tôi nhớ cái anh Thành, anh là thuyền trưởng. Anh dạ. Này thì là máy trưởng của một cái cano. Thì anh ấy cũng hay gặp tôi để anh ấy hỏi rằng là cái bản lương của cái tổ cano này như thế nào. Thế thì cái hôm ấy thì tôi nhớ là cái anh Thành anh ấy sang thì chúng tôi là đi sơ tán. Cái năm ấy là đánh phá Nam Định nhiều lắm. Tôi đi làm ấy là tôi rất là chăm chỉ. Tôi hay đan giúp người ta lắm. Ví dụ ai mà có những cái áo len nào tôi tháo ra xong tôi giặt đi tôi đan. Nhiều khi là một người con gái như vậy là các anh ấy rất là quý. Thế thì tôi nhớ hôm ấy cái anh Thành anh nói là tối nay các anh sang chơi nhà thì bảo vâng. Thế thì tôi nhớ còn có cái bàn như thế này này, anh Đức anh ngồi chỗ này, tôi ngồi đây, rồi anh Thành ngồi đây, một anh nữa tôi quên với anh nào ở đây thì ngồi chú nữa khơi. Thì lúc chơi thì tôi thấy ông nào cũng lại đá chân mình cái này,
Rời thì rời tối mà lúc chỉ bằng cái đèn dầu mà. Thì lại cũng không dám nghĩ vào một là chắc người ta đụng chân thôi chứ. Vô tình đụng chân. Đụng chân thôi. Thế ra ra là ông này. Ông... Vô tình đá đó chú hả? Tình yêu gầm bàn. Có một lần đi công tác, coi như cũng trước khi đi thì tôi cũng có viết một lá thư. Cũng không may là cái hôm ấy lại khi mà coi như cầm lá thư đưa cho như nhà tôi ấy vào thì coi như là trời mưa. Thế nên là coi lá thư nó cũng bị ướt, do đó mà coi cũng không. Không đọc được gì không hết. Đọc được. Dạ, chữ nhòe luôn. Như vậy là cái hôm anh đưa tôi cái thư ấy thì tôi nói với các em là mừng lắm. Mừng là vì này này, được chú tỏ tình. Thế rồi cái lá thư đầu tiên cô nhận được mà nó lại nhòe nước mưa như vậy. Cô không đọc được một chữ nào hết nhưng cô có hiểu được rằng chú ghi gì chổng không? Chắc cũng đọc được chứ làm gì không nhòe tới mức không còn chữ nào. Nó nhòe là không đọc được. Trời đất ơi, dạ, chắc chú viết bằng viết kỳ hay sao? Viết máy, ngày xưa là viết viết máy. Viết mực. Viết mực á. Còn cái chữ anh yêu em gì không? Có cái trên đầu, chữ đầu thì em thôi. Em chưa dám yêu. Không có chữ yêu luôn hả? Không. Viết chữ em thôi vậy đó hả? Em thôi mà hên quá, chữ em còn nguyên dạng. Thế thì nói không đọc được với bảo cái cô bạn thân là cái cô Hạnh ấy. Mà tao mày ra đây, mày đọc tao với mày sao đọc cái thư. Hai đứa mà ngồi ở cái vườn hoa ngoài Nam Định gọi là cái dàn leo ấy, rồi cái tiếng đồng hồ cũng không đọc được. Không mò được ra chữ nào hết trơn. Không đọc được chữ nào. Nhè hết. Viết sao mà mưa nó nhè không mò chữ nào rồi trời. Nhưng mà chú nhớ trong cái viết lá thư đó chú viết cái nội dung là gì không? Anh để ý em và anh cũng có đá chân em nhưng mà em chưa. Người có... đá chân em là anh đó. Là anh đó. Thì lâu quá chứ không có quên. Vâng. Cứ làm xong rồi đến mời tối anh sang ấy, tôi lại bảo thế này chứ. Thế anh này anh sang nhầm ấy chứ. Đâu anh sang anh chơi với mình đâu. Là vì không bao giờ nghĩ anh ấy sang ấy chơi với tôi. Mà còn những cái cô gái cũng ở gần đấy trong tôi lại bảo anh sang chơi với em. Tôi cũng ngầm ngùng vậy. Hay là anh sang nhắn Thúy. Tụi mình có cái cô Thúy thì cũng đẹp hơn tôi. Vâng. Thế anh mà không anh sang anh chơi với em. Mừng rồi. Ồ vậy đó hả? Cô, nhưng mà nhà cô là có cô chị. Chị của cô rất khó. Vâng. Nhìn con trai là chị của cô còn không cho nữa thì bây giờ làm sao mà anh chàng này đi qua chơi với mình được? Không, cái lúc ấy đi sơ tán ở cơ quan. Cơ quan. Thế nhưng mà thế này, lúc ấy thì nhà tôi thì có cái là bà mẹ tôi thì bà rất là hiền lành. Mẹ tôi thì đẻ toàn con gái cả. Cái bà chị cả thì bà lấy chồng xa, còn cái bà ở trong này mình gọi thứ ba, chúng tôi gọi là thứ hai đấy. Dạ. Yeah. Thì bà rất là nghiêm khắc. Ngay cả cái bà chị trên tôi là trên này này mà yêu cái anh ấy cũng 9 năm chị mới cho lấy. Trời ơi. Còn tôi thì phải 3-4 năm. Nhưng mà bị ngăn cấm nhiều không cô? Tôi lúc tôi còn trẻ tôi hiền lành. Chị lo cho là tôi lấy nào mà người nào đẹp thì sợ là người ta không chọn tình chọn nghĩa, chứ không phải là chị khó về cái gì cả. Thế thì chị đã định gả tôi cho một cái anh ấy cũng cao, chồng anh hơi ngô ngố tí nhưng nhà anh ấy thì lại khá giả. Tôi không đồng ý rồi, nhưng mà chị bắt tôi đến đấy cho nhà người ta xem mặt tôi cũng phải đến, chứ không dám cãi. Vì sao chị biết là tôi không đồng ý cái anh mà cao cao này này, chị lại gả tôi cho một người khác. Trời đất ơi. Trời gian truân quá, 3 năm gian truân quá. Đến cái hôm ấy chị thấy cũng không được nữa. Xong chị gọi gan dạ. Dạ một cái là đã khoanh tay rồi chú. Tức là gia đình nhà tôi là vậy đấy. Dạ. Thế chị mới hỏi, tự vì chị gả 2-3 người không được. Cô đến đây. Tôi phải đứng thế này này. Dạ. Run lắm chú ạ, run lắm. Dạ. Thế giờ tôi hỏi cô, đấy cái tay chị như này này. Tôi không đồng ý cho cô lấy chú Đức. Thì cô tính sao? Dạ thưa chị, nếu chị không cho em lấy anh Đức thì em ở vậy ạ. Tức là nói vậy, tức là bây giờ nói với các em này này, tôi cũng yêu anh ấy rồi mà yêu thật. Tức là từ lần đầu tiên là tôi yêu, là tôi yêu thật. Thế cho nên là chắc là vì cái tình yêu mới dám trả lời chị cái câu đó, chứ còn nếu không cũng không dám đâu. Xong rồi chị nói sao cô? Cái lúc anh ấy đưa tôi về, tôi có nói với anh Đức là anh hôm nay chị bắt em về là chị hỏi. Anh có nói với tôi như này này, em cứ yên chí, em cứ đưa anh về là chị đồng ý. Anh ấy bảo với tôi là thế. Thế thì phải để anh ấy đứng ở bãi ngoài đầu đường đó, chứ đâu có dám mang vào. Thế lúc chị mới bảo tôi này, thế được rồi, nếu cô nói vậy thì được, tôi đồng ý. Ui giời, thích quá. Mừng quá. Mừng quá, quên mất không xin phép chị chạy luôn. Chị hỏi đi đâu đấy, em quên. Tức là định chạy ra gọi với anh là chị đồng ý rồi.
Tôi thì cũng rất là tự tin, cứ đưa anh vào và chị hãy tin rằng coi chị sẽ đồng ý. Nhưng trong thời gian mà mấy năm đó cô chú có hẹn hò thì sao nhỉ? Cũng cơ quan mà, gặp nhau suốt ngày mà. Chỉ gặp nhau vậy thôi chứ đâu có được. Không, cũng có đi chơi thì những ngày thứ bảy. Thứ bảy thì mình được thì nghỉ. Thì coi như mình được nghỉ thì coi như đi du lịch, tức là đi chùa Hương rồi đi các vãng cảnh. Đi rồi có nắm tay không? Cô chú có nắm tay, chú dám nắm tay cô không? Đóng trộm thì được. Tôi còn dại đến cái mức độ này để nói, để nghe nhé. Giờ già rồi thì mới dám nói. Từ cháu bé thì tôi cũng được hôn bao giờ đâu, từ tôi vẫn nhận dạng là anh ấy có hôn ở má tôi một cái thì tôi cũng không, tôi cũng nghĩ đấy là cái hôn thôi. Anh ấy còn bảo với tôi anh chưa hôn thì tôi mới bảo với cô Hạnh đấy chứ. Cô Hạnh ơi, tôi thấy anh hôn má tao rồi thì nó bảo thế là mình ngu thế. Chứ phải chưa biết hôn thôi thì tao thấy ông hôn vào má tao rồi còn gì nữa. Nó bảo thế thì tao bảo thế phải thế hôn như nào, thế là tôi còn dại vậy nữa. Thế là mày về mà hỏi anh ấy. Mà đâu có dám hỏi, không biết như nào đâu mà. Tôi còn dại vậy đấy. Lên lén là hôn trộm á chú hả? Tức là cái năm 1969 ấy, thì anh có đưa tôi về Ninh Bình. Cũng ở cái ghe gạo đó, thì anh có hỏi tôi là em có nhớ không? Thì là 50 năm rồi đấy. À, thế tôi mới bảo là không. Thì tôi quay lại một cái thì là anh ấy làm luôn cái. Thương quá à. Cái ngày đám cưới cô còn run không cô? Cái ngày đám cưới ấy thì anh này anh chịu khó lắm. Anh này anh rất là chịu khó. Chị Ban đồng ý rồi đấy thì bây giờ thì nghĩ bao giờ ở đâu được. Thế thì anh ấy bảo được em cứ yên chí. Anh này anh nói cái gì là yên chí cái đấy à? Em cứ yên chí anh sẽ làm. Chúng tôi ở công ty lâm sản cho nên rằng là biết được những cái gọi là ngoài Bắc chúng tôi gọi là cái ngành bè. Cái gốc cái cây bè để người ta kẹp vào cái bè thì nó rất là chắc. Thế mà anh ngồi anh đục anh đẽo cả trăm cái gốc cây vậy để anh ấy chuẩn bị làm nhà đấy. À, làm tự xây nhà luôn. Tức là cùng mấy anh em bạn bè đấy làm lên vào. Thế rồi là mình thuê một cái ông thợ. Nói là thuê thôi nhưng mà thực tế là ông đến ông giúp thôi. Ông ấy khoét từng cái lỗ mà ruộn, tức là làm theo cối đấy. Làm sao mà trong một đêm phải dựng xong cái nhà. Đám cưới chúng tôi thì không to, nó vào thời chiến. Tức là lúc đó vẫn còn chiến tranh hả cô? Vâng, đang chiến tranh mà lúc anh cưới là chúng tôi là năm 72. Có một tối thì bắt đầu đi chạy, đi xe tán luôn. Được có một tối rồi. Cưới thì làm gì là mà dám có mời ai đâu vì ở Nam Định nó bỏ bom nhiều lắm. Lúc ấy tôi 25 tuổi rồi mà anh ấy đã hơn 30 rồi là phải cưới thôi. Thì cưới cũng có những cái bàn này bình thường thôi chứ có phải ra tiệm là gì có hình đâu mà chụp. Thì có bố anh ấy với lại ông em rể là cái chú chính chú ra cưới ấy. Có vậy chứ làm gì có ai ra đâu. Ngay cái tối hôm một cái là tôi nhớ là bom Mỹ bỏ ở ngoài phòng á, là bắt đầu là tôi sáng sớm mai là phải chạy. Sáng mai chưa kịp động phòng luôn. Có tranh thủ một đêm mà bằng một đêm mà nói, các em đừng cười, nó còn dại lắm, còn chưa biết làm nhà hết rồi làm gì có tiền mà mua sắt giường đâu. Thì anh ấy đóng được cái giường á thì cũng không có tiền mua ra giường. Các em biết là cái gì không? Anh đập cái cây nứa ấy, cái cây nứa ra. Dạ, giống như tre vậy đó. Không, cái tre nó lại còn dày, cái nứa nó mỏng lắm. Dạ. Thế giải anh ra tường rồi nói xin lỗi giờ các em qua gia đình rồi nói. Ông bố chồng với lại cái người em chồng thì nằm kia. Cái nhà thì nó có mấy mét ấy mà. Chúng tôi nằm bên này. Thế mà cái giở mình mà cái nó lại kêu thì lại phải đẹo anh cái, tức là đừng giở mình nữa không nó lại kêu, tức là tối hôm ấy là của chúng tôi nó là vậy. Thế nhờ tiếng bom nó ác tiếng đồng phòng. Hợp lý. Có vậy là chúng cô con gái đầu luôn rồi, có gặp nhau nữa đâu vì đi sơ tán mà đâu có được ở với nhau đâu. Ủa vậy là từ hồi lúc quen nhau đến cưới nhau 3 năm, xong đám cưới xong đồng phòng đúng đêm là tiếp tục chia đi sơ tán luôn. Chia tay đi sơ tán. Trời ơi trời, thương quá vậy. Tôi là chính thức là tôi được chứng kiến là 12 ngày đêm đánh Hà Nội. Tức là tôi công tác ở trên Hà Nội. Đúng 12 sợ lắm. Đầu tiên thì coi như là sơ tán ra ngoài. Thế nhưng mà ra ngoài sợ lắm. Ra ngoài cái thứ nhất là tên lửa ngoài người ta phóng vào, rồi trong bắn ra. Thế là mình lại đúng với cái tầm coi như là đạn rơi. Ở giữa. Ở giữa đạn rơi. Giữa hai làn đạn. Giữa hai làn đạn. Rồi sau mình sơ tán là cô có bầu mất liên luôn. Lạc luôn đấy thì sơ tán thì tức là nói thì là có bầu luôn nữa. 12 ngày đêm Hà Nội là quay gia đình cũng không bắt được liên lạc mà cơ quan cũng không bắt được liên lạc mất liên lạc luôn.
mất liên lạc luôn. Cơ quan gia đình xuống cơ quan hỏi thì cơ quan bảo cũng chưa biết là chúng nó chết hay là sống. Trời ơi. 12 ngày đêm đánh xong, đến ngày quay ký hiệp định đình chiến ấy. Dạ. Lúc bây giờ chàng tôi là sanh cô con gái lớn. Sanh cô con gái đầu đi. Mà chúng tôi vậy thì sơ tán thì cũng vẫn gặp nhau chứ không phải, nhưng mà chỉ gọi là gặp nhau được như các em này thôi. Chứ ở nhà dân thì làm gì có chỗ mà người ta kiêng lắm, người ta không có cho vợ chồng. Không cho ngủ chung. Nhưng mà mỗi ngày là vẫn biết tin của nhau đúng không cô? Cũng phải mấy ngày, tự vì cái lúc đó sau đó thì tôi lại chuyển sang bên công ty thực phẩm, thì anh ấy vẫn ở bên lâm sản. Cái lúc đánh 12 ngày đêm ấy thì là tôi cũng đã đến ngày sinh nở rồi. Lại nhất là đẻ không ai ta chứa người đẻ cả. Thế thì buộc lòng là trước lúc anh ấy đi công tác lên, anh ấy kéo cái đoàn ở cái xà lan đi thì anh có nói tôi là em phải về bên nội, về với mẹ để mẹ với hai cô thứ 9 với cô thứ 10 chăm cho, chứ làm gì có ai mà chăm. Mà lúc ấy tôi sinh thì lúc ấy bụng tôi to lắm, mà phải đi một cái xe đạp đằng sau là còn phải đèo nào chăn màn của bố, của mẹ, rồi của con, rồi là trước lúc đó là cứ phải mua những cái vải á để tự khâu lót, chứ làm gì có tiền mà không làm gì có tã. Thì khâu vậy thì mang về phải chuẩn bị hết. Thế thì đạp xe mà có phải ít đâu, bụng thì to mà đi phải đi đường tắt chứ, trèo lên những cái con đê, cứ mỗi một lần trèo lên thế này thì lại phải trèo lên nó rất là cao, xong lại phải xuống. Trời ơi nó mệt, nghĩ và khổ quá. Thì có cái chị cơ quan, chị là y tá, chị đưa về xong bảo chị Vân đi, ngày xưa cứ bảo em nhọc lắm rồi, không thể đi được, đi phải đến 30-40 cây số mới đạp về. Đạp lại còn đói nữa chứ, làm gì có ở đâu ra mà, làm gì có cái quả bánh gì mà ăn. Thế đạp về đến nhà thì cũng phải đến chiều rồi ấy. Cái về đến nhà thì bà mẹ chồng bà ngồi như này, bà ấy không hỏi cái tôi mà bà hỏi thế anh ấy đâu. Thế thì lúc ấy là nước mắt nó chảy hết, là vì nó biết anh ở Hà Nội rồi, biết nó cứ đánh bom vậy, biết sống hay chết. Thì cũng bảo là con cũng không biết nữa, con không biết là nhà con như thế nào. Thế thì ông bố chồng ông ấy mắng bà, ông bảo vậy chứ bà còn cười nhỉ, chị bụng to như vậy thì bà hỏi nó làm cái gì, là hỏi nó, là hỏi đây này. Thế là tôi mới vào thì ngay buổi tối hôm ấy là tôi đau đẻ luôn. Bắt đầu cưới ấy, thì cũng đã được có về nhà được, mẹ chồng đâu có về được 5-6 tháng có bầu rồi ấy, thì là anh có dẫn về được lần nữa. Cái lần thứ hai về đã đẻ tiệt rồi, lại còn lo là sợ mẹ chồng lại còn nghĩ mình chờ trước. Thế nhưng mà thực ra thì không phải là chúng tôi như vậy, mà tôi không dám được vậy. Thế thì về đến nhà thì hôm lại còn đói nữa chứ, có cái gì mà ăn đâu, đã đạp chết người về đến nhà lại còn xấu hổ, đâu dám ăn, không dám ăn nữa. Thế tối mới đau bụng thì ngủ với cô thứ 9 là cái cô Bình bây giờ này, nó đau bụng quá mà không dám kêu. Thế cái cô mới bảo là chị bị đau bụng à? Tôi bảo vâng, tôi đau lắm cô ạ. Thế chị mới ra chị nói với bà, bảo mẹ như chị Đức thì cứ gọi vậy chứ không gọi tên tôi. Chị Đức chị bị đau bụng, thế bà mới chạy vào, và là lúc 5 giờ sáng rồi, à, lúc vỡ ố rồi. Bà mới đi luôn, đi ra trạm xá. Ôi giời ơi, bụng thì to chứ, bụng thì to xong lại đói nữa. Mới thở lại bảo mẹ ơi, chứ trạm xá ở đâu cứ đói nữa mà để đau nó. Đi đi cứ đi, thì đi đến 2 cây số ra nơi, người ta bảo chị người cơ quan, chị đi chỗ khác. Trời ơi. Thế lại hỏi mẹ ơi, thế lại đi đâu nữa mà cũng có cái gì ăn đâu. Thế bà lại chạy trước, bà lại dẫn đi, mà phải dẫn từ đấy lên đến cái chỗ tôi đẻ, là bây giờ chính cái cô con gái tôi là đẻ ở đất vua đấy, cố lư hoa lư đấy. Đi vào sơ trong tán hàng đấy. Sơ tán vào hàng. Cái hang đó vừa rét vừa đói, rét lắm đói lắm. Thế đến mãi đến 11:30 thì mới đẻ được cái cô con gái. Lúc ấy là vừa hôm mùng 1 tháng 1 năm 73 đấy, thì là hết bom rồi. Trong bảo không có nhẽ mình đẻ cái con mình ra cái lại không có bố. Tôi còn đang nằm trên cái bàn xanh ấy, ở đấy sơ tán rét lắm. Cái bà cô tôi, bà mới bảo bố nó đã về. Ôi trời ơi, mình giật ngỏ mới lên hỏi cô ơi, bố ai cô? Cái ông bác sĩ ông nói đừng có nói chị băng huyết đấy. Thế thì ông bảo không, bố con bé bên cạnh. Ôi trời ơi, nghĩ lại chán, thôi lại nằm trên ấy, nghĩ tưởng là chồng mình nữa. Nhưng tôi nghe thấy cái tiếng giày anh, tôi nghe thấy tiếng giày, tôi nghĩ rằng là đúng tiếng giày này là của anh rồi, nhưng bà cô bà lại bảo là không phải. Thế nên lúc tôi mới lại nằm ở trên ấy cho người ta làm vệ sinh xong đó, thế
Thế cái ông bác sĩ ông bảo nào, ai khỏe thì vào bế chị ra đi, xong rồi. Úi giời, tôi lại nghe thấy cái tiếng giày này đúng anh ấy rồi. Thế là anh vào bế thì xuống. À, tức là bác sĩ giấu á hả? Vâng, bác sĩ giấu thì đến... Thật ra là chú á hả? Vâng. Trời ơi, sao chưa? Trời ơi, lúc đó chắc cô vỡ òa luôn hả cô hả? Thì ông đang ấy... mong mà sợ là kính bây giờ coi như là... là... Anh này ngày xưa anh ấy đẹp và anh ấy điệu lắm, nhưng bảo bây giờ các em đi giày này là bình thường như ngày xưa, mà lại bảo cái đi cái đôi giày là nhất đi. Chúng tôi cứ gọi là giày index. Nghe cái tiếng cò cò vào đúng tiếng cái đôi giày. Nghe giày. Tiếng giày mà biết là chồng mình đó. Vâng, hay quá. Là thương dữ lắm luôn rồi đó. Lúc về các chú có biết khiêng các chú xem trên tivi mà bộ đội mà khiêng người như nào, là anh ấy khiêng tôi như vậy đấy. Nằm ở cái võng. Khỉnh mấy cây số. Khiêng mấy cái chỗ từ đấy về nhà lên lúc ấy làm gì có xe. Làm gì có xe mà xe không đi được, đi toàn ven mương mà. Núi. Tức là đồng mòn núi. Sau đó thì cô chú được mấy cháu nhỉ? Chúng tôi được 4 người con, và... hai cô con gái đầu. Dạ. Và hai cậu con trai sau. À. Con tôi là nó giống chồng tôi nhiều. Thì nên nó đẹp. Chứ nó không ít đứa nó giống tôi. Đây cô rất là tự hào về chú, tự hào về mình đã lấy được cái người đàn ông này. Con thích cái cách cô kể chuyện nè, thích cái nụ cười của cô, thích cái ánh mắt của cô. Mỗi lần cô nhắc về chú là cô, ánh mắt của cô lúc nào nó cũng ánh lên một cái niềm tự hào đó. Phải chi bà vợ nào cũng nhắc đến chồng tự hào như thế hay biết mấy nhỉ. Tự hào là thế này, đó là vì này này, bà chị là ngăn cấm. Nhưng mà chồng tôi á, tôi lấy anh ấy là rất là trọn vẹn. Tôi không phải đi đánh ghen và tôi không phải ghen tuông cái gì cả. Cô ơi, ngày xưa chú có gửi cho cô cái lá thư. Lá thư đầu tiên chú gửi cho cô thì mưa ướt nhòe hết rồi. Ngày hôm nay không có mưa, cho nên là may mắn cái lá thư chú gửi cho cô nó nguyên vẹn. Cô có hồi hộp không cô? Hồi hộp, tại vì là mấy khi mà chồng tôi biết được. Là vì lúc nào cũng ở với bên nhau suốt cả ngày, tôi nói nhá, chả bao giờ anh ấy xa tôi cả. Thế làm sao anh ấy biết được lúc nào? Chắc là chỉ trừ lúc tôi đi chợ. Con sẽ đọc cho cô nghe. Em yêu, đã lâu rồi anh không viết thư cho em. Hôm nay anh chợt nghe được câu hát vang lên từ một bài nhạc trẻ. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh đã lâu lắm không viết thư tay. Những ký ức xưa lại ùa về trong anh. Em yêu, anh còn nhớ ngày ấy năm 1969, anh gửi cho em một lá thư. Đó là lá thư anh dành tình cảm chân thành cho một cô gái anh rất mến, đó là em. Nhưng rất tiếc, lại không như mong đợi của anh. Hôm anh đưa thư cho em thì trời mưa, thư bị ướt, chắc chữ trong thư bị nhòe, em không đọc được, thật là đáng tiếc. Thời đó muốn tìm hiểu một cô gái chỉ cần có cách là viết thư để tỏ tình. Đó cũng là một kỷ niệm không bao giờ chúng mình quên em nhỉ. Em yêu, vậy là anh và em đã trải qua hơn 50 năm tình cảm vợ chồng, với biết bao nhiêu buồn vui của cuộc sống. Đó là một hành trình dài đáng nhớ. Thời gian dần qua đi, nhưng kỷ niệm cũ của anh và em sẽ không bao giờ phai nhạt. Em, anh rất mừng, vợ chồng mình cũng có tuổi rồi, tinh thần vẫn vui vẻ, sức khỏe làm tốt. Đó cũng là nhờ mình chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày và ngồi thiền, thư giãn cùng nhau để nâng cao sức khỏe. Có dịp cùng con cháu đi du lịch, cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc và ý nghĩa. Sau cuối, anh mong vợ chồng mình cùng nắm tay đi tiếp cuộc sống kỳ diệu này. Hy vọng lá thư này em đọc được vì trời không mưa. Chồng của em, Hoàng Văn Đức. Hay quá. Cũng nói là cũng chả bao giờ mà tôi nghĩ là anh ấy sẽ viết cho tôi một lá thư như vậy. Là vì chúng tôi ở với nhau suốt ngày à. Rất là cảm ơn anh. Thấy chưa? Hạnh phúc quá đi. Hạnh phúc của cô. Ở chung nhau suốt ngày à. Không bao giờ rời xa, ngoài trừ những giờ đi chợ thôi. Và chúc mừng cô chú. Đến nay thì mối tình cô chú nghĩ rằng là không có gì có thể chia cắt được. Nó sẽ làm xúc động bao nhiêu trái tim của những cặp vợ chồng đang yêu, chuẩn bị yêu và đã yêu nữa. Hy vọng tất cả những mối tình đó nó cũng giống như mối tình cô chú vậy. Dạ, đây là một món quà bất ngờ của chú. Hai người em lại thích là thương rồi nhá. Cảm ơn.